Xin chào! Khi vaccine của Nga được chính thức công bố, khiến cả thế giới nín thở chờ đợi và hy vọng, thì kèm theo đó là một hành động càng làm tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện. Chính là việc Tổng thống Nga Putin đã cho con gái mình trực tiếp thử nghiệm loại vaccine này. Hành động đã khiến cho nhiều người trước đã đặt niềm tin mạnh mẽ vào vaccine của Nga lại càng bị thuyết phục hơn khi đương kim Tổng thống dám cho chính người con ruột của mình thử nghiệm. Mọi người sẽ nghĩ rằng vaccine chắc chắn phải hiệu quả và an toàn thì ông Putin mới dám cho con gái cành vàng lá ngọc của mình lấy thân ra để thử nghiệm. Đến người thân của Tổng thống còn dám thử thì cớ gì người dân lại không? Nhưng liệu nghĩ như vậy có đúng? Theo mình thì cần phải chú ý tới một số vấn đề sau. Thứ nhất là con gái ông Putin luôn được chăm sóc bởi hệ thống y tế chất lượng nhất nước Nga và nhất thế giới nếu cần thiết. Vậy nên trường hợp thử vaccine có gây ra phản ứng tiêu cực hoặc thậm chí là nhiễm dịch bệnh thì cũng chẳng có gì phải lo lắng khi đứng sau là cả một hệ thống y tế tối tân. Nhưng người dân thì không phải ai cũng được như vậy, cho nên rủi ro với người dân sẽ cao hơn. Thứ hai, tỷ lệ cao là con gái Tổng thống Putin sẽ vượt qua việc thử nghiệm một cách đơn giản và tốt đẹp. Nhưng điều đó có chứng minh rằng vaccine của Nga thật sự tốt? Rất khó để khẳng định. Bởi vì dù có là con gái của Tổng thống thì đó cũng chỉ là một con người. Một con người thì không thể đại diện cho cả nghìn mẫu thử ở giai đoạn thử nghiệm thứ 3. Cho nên nếu chỉ dựa vào việc con gái ông Putin đã thử nghiệm thì chẳng kết luận được điều gì. Theo mình thì vẫn phải chờ Nga thử nghiệm vaccine xong giai đoạn 3 với hàng nghìn người tham gia thì chúng ta mới biết được mức độ hiệu quả và an toàn của vaccine. Thứ ba là ngoài an toàn ra thì vaccine còn phải hiệu quả. Nếu chỉ nhìn vào thử nghiệm vaccine không gây ra phản ứng phụ rồi cho rằng đó là vaccine tốt thì vô nghĩa. Cái quan trọng nhất là phải ngăn được sự tấn công của virus, đẩy lùi được dịch bệnh. Giống như bạn tiêm nước lọc vào cơ thể, nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe, nhưng nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Cho nên nhiều người và cả đài báo dựa vào việc con gái Putin trực tiếp thử nghiệm vaccine để làm bằng chứng cho thấy vaccine của Nga tốt thì mình thấy chẳng hợp lý và thuyết phục tí nào. Nói như vậy không phải mình chê vaccine của Nga không ra gì hay sẽ gây nhiều rủi ro. Ngược lại, mình rất mong vaccine của Nga sẽ thật sự mang lại hiệu quả. Bởi vì như vậy nhân loại sẽ được nhờ, chiến thắng được dịch bệnh thì sẽ ít người phải chết, ít người bị thất nghiệp, ít người phải bị cách ly. Chắc chắn là thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Còn chuyện Nga có nhờ bán vaccine mà giàu và uy tín hơn, có vị thế hơn trên trường quốc tế cũng là điều họ đáng được hưởng nếu thực sự vaccine của họ cứu được thế giới. Nhưng thích hay không thích thì chúng ta vẫn phải nhìn vào sự thật và ở nhiều góc độ khác nhau, không dùng thiên kiến để đánh giá vấn đề. Mình thấy cái việc quá tin tưởng vào vaccine của Nga sẽ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, mà cái nghiêm trọng nhất là người dân cực kỳ chủ quan trong việc chống dịch. Khi biết sẽ có vaccine, dù vaccine đó chẳng biết có mang lại kết quả gì hay không thì đã có rất nhiều người thờ ơ, bỏ quên hết cả những việc cần làm. Người thì tụ tập đàn đúm, người thì không đeo khẩu trang, người thì đi du lịch về không cách ly, không khai báo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta có thể sẽ phải chịu cái kết đắng. Nếu ai đó vẫn nghĩ lần này sẽ thành công như lần một thì họ đã nhầm. Chúng ta có thể vẫn sẽ thành công nhưng lần này thì khó hơn gấp bội. Lần đầu chúng ta ít ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong khi lần này thì toàn ca lây trong cộng đồng, thậm chí lây từ vùng du lịch với hàng chục nghìn lượt người ghé qua. Hơn nữa, còn có những trường hợp chúng ta chẳng biết nguồn lây bệnh bắt đầu từ đâu. Lần đầu virus còn sơ khai, trong khi lần này nó đã biến đổi sang hàng chục phiên bản, có vẻ nguy hiểm hơn. Ví dụ trường hợp của bệnh nhân 962, anh đi Đà Nẵng từ ngày 20 đến 22 tháng 7, mà mãi đến tận mùng 10 tháng 8 mới bắt đầu có biểu hiện nhiễm bệnh, tức là tới 18 ngày. Trước đó đã cách ly và xét nghiệm âm tính, đến ngày 15 tháng 8 mới cho kết quả dương tính. Vậy tính ra đã 18 ngày mới có biểu hiện, 23 ngày mới test ra dương tính. Với thời gian ủ bệnh lâu hơn 14 ngày, chúng ta không thể nào lường trước được và việc cách ly 14 ngày trở nên không còn hiệu quả. Nếu có nhiều người gặp phải trường hợp như bệnh nhân 962, thì việc phòng chống dịch là cực kỳ khó khăn. Khi Việt Nam có ít bệnh nhân thì còn điều trị được, chứ nếu bùng dịch và số bệnh nhân tăng lên, hệ thống cơ sở hạ tầng y tế có thể sẽ quá tải. Cho nên, chúng ta tuyệt đối đừng lơ là, đừng chủ quan trong cuộc chiến này. Mong các bạn luôn cảnh giác và quyết tâm chống dịch. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.